Rồi, ok. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với livestream Cà Chiên Ma của Chu Hoài Bảo. Thì hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma mà của tất cả các bạn mà follow mình gửi cho mình. Thì câu chuyện đầu tiên là của một bé đó, mình sẽ phải đặt tên bé đó ha. Bé đó tên là Minh Tuyết. Thì cái bé Minh Tuyết này á là em của bé đó. Gì? Bé Minh Tuyết này là chị của cái bé đó chuyển sang Mỹ ở một cái tiểu bang bên Mỹ để gọi là học và làm học và sau này làm việc ở đó luôn. Thì khi mà cái chị của bé Minh Tuyết này đi á thì ba mẹ của bé Minh Tuyết này và cả bé Minh Tuyết này cũng đi theo luôn. Thì ba mẹ của bé Minh Tuyết này và bé Minh Tuyết này á đi qua bển là dạng kiểu mà sẵn tiện nghỉ nghỉ dưỡng á. Nghỉ dưỡng. Thứ nhất á là qua bển là mình du lịch. Thì ra Mỹ nó cũng chắc không có gì để du lịch đâu, nhưng mà qua bển để chơi rồi thăm thú coi coi là vùng trời Âu nó như thế nào, với lại là qua bển á để giúp chị của chị Minh vậy chị của bạn Minh Tuyết á là sắp xếp cái chỗ ở. Giúp chị của bạn Minh Tuyết á, là sắp xếp cái chỗ ở và xem cái chỗ ở rồi xong rồi hả phụ dọn vào. Thì ở với lại chị Minh Tuyết á, là kiểu sau khi ở xong á, thì ba mẹ của bạn Minh Tuyết và bạn Minh Tuyết sẽ về, còn chị của bạn Minh Tuyết á, và bà ngoại của bạn Minh Tuyết á, thì là ở đó, thì ở đó luôn để dành thời gian. Bà ngoại thì ở đó trước đó rồi, bà ngoại thì ở đó trước đó rồi, nhưng mà sau này á thì chị của bạn Minh Tuyết có qua ở đó thì bà ngoại mới qua trong để hả ở với chị của bạn Minh Tuyết luôn. Thì cái ngày hôm đó là vào một buổi trưa hay là buổi buổi chiều gì đó, gần sắp sắp chiều á, có 4-5 giờ gì đó, thì ba của bạn với lại bạn và chị bạn và bà của bạn đi ra ngoài đi chơi vì thấy mẹ của bạn, mình sẽ phải đặt tên luôn nha, mẹ của bạn tên là Ngọc Huyền. Thì thấy cô Huyền á cổ ngủ, mà ba mẹ của bạn á thì ở trong cái phòng trọ đó, cái chỗ trọ đó là cái chỗ chung cư nhưng mà nó chỉ có một phòng ngủ thôi, cho nên là ba mẹ của bạn phải ngủ ở ngoài phòng khách. Thì cái lúc đó là cô Huyền ngủ ngoài phòng khách đó. Thì khi mà cô Huyền đang nằm ngủ như vậy thì khi mà cô Huyền đang nằm ngủ như vậy á, cái gia đình đi, tại vì sợ đánh thức cô Huyền dậy á, cho nên là gia đình mới đi mà không có nói cho cô Huyền biết. Và lúc đó cô Huyền lúc này cô Huyền tỉnh dậy bởi vì là trong nhà nó có tiếng, trong phòng vệ sinh nó có tiếng, có người trong phòng vệ sinh gạt nước, có tiếng người trong phòng vệ sinh gạt nước nha. Xong rồi hả cô Huyền, khi mà cô Huyền tỉnh dậy thì cô Huyền hả không thấy mẹ mình đâu, là bà ngoại của mấy bạn á, và cũng không thấy mấy bạn đâu, không thấy bạn Minh Tuyết đâu, không thấy chị bạn Minh Tuyết đâu, mà chỉ thấy có bóng của một người nam, bóng của một người nam cao lớn, kể mà nổi da gà nha, bóng của một người nam cao lớn ở trong phòng vệ sinh, ở trong phòng vệ sinh đứng đủ cái gì vậy, trong phòng mình tự nhiên có cái gì á, có gì rớt á, mình sợ. Thì thấy bóng như vậy xong rồi cổ mới nghĩ là à chắc là bà ra ngoài rồi với lại hai đứa cháu rồi, thì có hả chồng mình ở đây thôi. Cái xong mà hả cổ mới lớn tiếng lên kêu hả anh hả, anh hả, anh đi di sinh xong chưa, bà với cái gì mẹ với lại hả hai đứa con mình đâu rồi. Thì hỏi vậy đó thì không thấy người đó trả lời, à, không thấy chồng mình trả lời á, thì mới bắt đầu hả nghe tiếng rửa tay trong đó, nghe tiếng rửa tay trong đó nha, thấy có người đóng cửa lại luôn, có nghĩa là thấy cái bóng đó xong, thấy có cái bóng đó xong xong rồi hỏi cái bóng đó, hỏi nói chuyện với lại cái người đó thì không thấy cái người đó trả lời, tưởng người đó là chồng mình mà không thấy người đó trả lời, nhưng mà còn nghe cái tiếng đóng cửa nữa, nghe cái tiếng đóng cửa phòng vệ sinh nữa là chắc chắn có người rồi, là chắc chắn có người rồi đúng không, tưởng chồng mình. Cái xong mà hả cô Huyền này cô dậy, vừa dậy xong thì thường thường mà mấy cái người mà người ta mới vừa ngủ dậy xong á là người ta sẽ mắc vệ sinh, người ta sẽ muốn đi vệ sinh, buồn á, buồn buồn đai á, buồn đai á. Thì bắt đầu hả cô Huyền này cũng mới đứng, cô Huyền này mới đứng dậy đi, đi chồng mình mà, cho nên là mình mở cửa phòng vệ sinh luôn, chồng mình mà chứ đâu phải ai xa lạ đâu, cho nên là không có cái ngại, cho nên là cô Huyền cũng mắc cô mới gọi mở cửa phòng vệ sinh ra thì cổ không thấy chồng mình đâu hết, cổ không thấy chồng mình đâu hết. Thì cổ đang mắc quá cho nên là cổ đi vô trong để cổ đi luôn, thì trong lúc cổ đi thì cổ mới nghĩ là chắc là phòng mình chồng mình đi vô trong phòng ngủ rồi, tại trong đó có phòng ngủ, phòng ngủ nó sẽ đối diện với lại phòng vệ sinh. Mà khi mà cô nằm ở trên cái ghế sofa ở ngoài phòng khách á, cô nằm ở ghế sofa ngoài phòng khách á thì cô chỉ nhìn được cái phòng vệ sinh thôi, cái hướng cô nhìn là chỉ nằm phòng vệ sinh thôi, còn cái hướng cái phòng ngủ thì nó khuất.
Thì cô tưởng là cái tiếng đóng cửa đó nhiều khi là cái tiếng chồng mình đi vô phòng phòng ngủ rồi. Phòng ngủ đối diện phòng vệ sinh đây nè. Phòng vệ sinh đây thì nó phòng ngủ đối diện. Thì xong rồi cô đi vệ sinh xong thì cô đang đi vệ sinh thì cô mới nghe ở ngoài có tiếng bếp núc lục đục nấu đồ ăn. Có tiếng bếp núc lục đục nấu đồ ăn. Xong rồi thì hả cô mới nghĩ là chắc là mẹ mình, cô Hiền mới nghĩ là chắc là mẹ mình chứ không phải chồng mình. Cái xong rồi cô Hiền hả cô đi vệ sinh xong lúc này cô cũng sợ sợ nhưng mà tự nhiên an tâm lắm, cổ an tâm lắm, cổ mới la lên, cổ nghĩ mẹ mình rồi, cổ an tâm, cổ mới kêu là mẹ hả? Cổ nói từ giọng từ trong phòng vệ sinh nói ra, mẹ hả? Trời ơi, mẹ ở nhà mẹ không lên tiếng gì hết trơn á, con tưởng gì ông bà nãy giờ sợ quá trời nè, mẹ làm con giật mình. Cái xong rồi cổ vừa nói vừa chạy ra ngoài vừa đóng cửa thì lúc này á là cả gia đình cũng mới vừa về. Thì lúc này là ba là chồng của cổ đi vô rồi bạn đó bạn hai đứa con cổ đi vô, xong rồi hả tới hỏi là mẹ cổ là người vô cuối cùng. Cái nhạc nó bị gì rồi mọi người? Bật cửa. Cổ bà cháu gì mẹ của cổ là người vào cuối cùng thì cổ mới hết hồn, cổ mới nói là ủa mọi người mới vừa đi đâu về hả, mọi người mới vừa đi đâu về hả? Xong rồi hả chồng của cổ mới kêu ừ mới đi siêu thị về. Mấy nhỏ thèm kem quá cho nên là mua kem với lại đồ ăn rồi mua mì ý về đó, rồi tối nay mình nấu mì ý ăn. Cái xong rồi hả ủa cái xong rồi lúc này cổ mới gia đình đây cổ đang đứng đó nha, tổng cộng là hả bốn người đứng đó, là cổ là người thứ năm đi, cổ mở cửa vô liền. Cái ngay đứng đó là mới vừa ra là ngay cái phòng vệ sinh ra cái đùng một mở cái mở cửa cái phòng ngủ liền, mở phòng ngủ ra không thấy ai trong đó hết. Nhưng mà hồi nãy ngồi trên ghế sofa là thấy có bóng người đàn ông đứng trong phòng vệ sinh. Thấy có bóng người đàn ông đứng trong phòng vệ sinh. Thấy nguyên cái bóng luôn. Thấy có người đóng cửa phòng vệ sinh lại luôn. Nhưng mà lúc này là gia đình mới về. Vậy là nãy giờ trong nhà chỉ có một mình cô thôi. Mà cô cũng im luôn. Ma Mỹ. Nên mình dắt các bạn đi Ma Mỹ nè. Xong rồi hả cổ không dám nói tại vì cổ sợ, cổ không dám nói cho con cổ với lại cổ cũng cô Huyền không có dám nói cho con của cổ với lại không dám nói cho mẹ của cổ bởi vì là sợ đó, cái ở đó một thời gian cái sợ hiểu không. Trời ơi đáng lẽ phải nói chứ, kỳ quá à, đáng lẽ phải nói cho tao biết tao còn move on nữa, tao còn chuyển chỗ. Nói để biết tao còn chuyển chỗ đúng không? Không nói luôn. Cái xong rồi đợi sau này nha, sau này khi mà cái đứa con của cô Huyền á chuyển trường rồi, có nghĩa là chuyển sang một cái trường khác học rồi á, thì cô Huyền mới nói, mới kể là ngày xưa mẹ gặp ma vậy đó, nhưng mà mẹ không dám nói sợ con sợ. Con chuyển rồi mẹ nói làm chi nữa. Cảm ơn Loan ơi, cảm ơn Toàn đây nha, con chuyển rồi mẹ nói chi nữa. Cái xong rồi ba của bạn cũng ba chồng của cô Huyền luôn cũng kể là ừ thiệt ra là anh cũng thấy là tối ngủ á là vậy nè, hai vợ chồng ngủ ngoài phòng khách đúng không, thì hả ngủ là hướng này là có cái cửa sổ mà chung cư này, chung cư hai vợ chồng ở trên lầu 3. Cảm ơn Jesslyn đang tốn nha, hai vợ chồng ở trên lầu 3 mà ông chồng á ông ngủ á ông tỉnh dậy một cái ông nghe ở ngoài cửa có người gõ cửa sổ, có người gõ tối gõ cửa ngoài cửa sổ như này, gõ cộc cộc cộc, rồi ông mở mắt ra ông thấy nguyên người phụ nữ đứng ngoài gõ. Mà bà cứ chỉ cái cửa là kêu mở cửa cho bà đi vô đi. Sao bà cười nè. Trời mà các bạn ơi, lầu 3. Ở ngoài đó không có chỗ đứng. Ở ngoài đó, ở chung cư mà ở trên lầu 3, ngoài cửa sổ không có chỗ đứng. Ở ngoài đó không có ban công các bạn ơi. Ở ngoài đó không có ban công. Mà có người phụ nữ đứng ngoài còn gõ cửa mà. Rồi ok thì mình sẽ vết rồi đặt tên ha. Cái mình cảm ơn Tony nha, cảm ơn Tony nha. Cái bà ngoại của bé. Ok, bà ngoại của bé gửi câu chuyện này cho Bảo thì là đã ở Mỹ rất là lâu rồi, ở
trước 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 khi mà chị của bé qua nữa, là rất rất là lâu rồi. Thì bà ngoại của bé mình xin đặt tên bà, một lấy cái tên hơi tây đi ha, tên là Lizzie. Lấy cái tên hơi tây đi ha, tên là Lizzie. Ok. Bà Lizzie á là qua lâu rồi, nhưng mà tính là ở chung với lại mấy đứa em. Cô Lizzie á, cô tính là cô ở chung với lại mấy đứa em. Nhưng mà mấy cái đứa em của cổ thì cũng đang khó khăn, tại vì qua Mỹ thời đó là cũng hơi khó khăn đó mọi người. Không biết là qua cái việc diện gì, nhưng mà thời đó là qua Mỹ cũng khó khăn lắm. Là qua những cái thời kỳ đầu luôn á, qua những cái thời kỳ đầu luôn á. Cho nên là cái cô Lizzie này cổ cũng biết điều á, cho nên là cổ không có muốn gây phiền toái cho em của cổ. Cho nên là cổ quyết định là cổ sẽ ở một cái nơi, ở một mình trước, ở một mình trước, mướn một cái căn nhỏ thôi để ở một mình. Thì ở một mình vậy rồi 6 tháng sau sẽ quay về để ở chung với lại gia đình của cái cô Lizzie. Thì cô Lizzie của lúc đó cô ở thì buổi tối á, ngày thứ nhất thì cô ở thì không thấy sao cả. Cái đó chỉ là một cái căn phòng trọ nhỏ thôi. Mà được cái là ở ngoài á là không biết sao ta. À, cái phòng trọ mà cái căn chung cư mà trước câu chuyện trước đó mình kể đó, là ở ngoài cái căn chung cư đó, đối diện căn chung cư đó, nó có một cái nghĩa trang luôn. Nó có một cái nghĩa trang mà cái người chị của cái bạn của chị này cho bảo á, là có một cái sở thích, đó chính là cứ chiều á, cứ giấc chiều tầm 6 giờ á, sẽ đi ra ngoài nghĩa trang, vừa đeo tai nghe vừa đi vòng vòng mấy ngôi mộ gì đó. Chị của bạn ở đó thì không thấy ma nha, đúng thiệt luôn á, đúng kiểu giống như là người không thấy ma cho nên không sợ trời sợ đất gì hết mọi người. Đi ra ngoài nghĩa trang, đi bộ nghe nhạc, đi qua từng ngôi mộ vậy đó. Cái xong rồi hả, cái bà Lizzie thì đêm thứ hai á thì bà mới nghe ở ngoài cửa sổ á, nghe ở ngoài cửa sổ nó có rất là nhiều tiếng than khóc mà tới từ phụ nữ và trẻ em thôi. Nghe ở ngoài cửa sổ nó có rất 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 là nhiều tiếng than khóc mà nó toàn là của phụ nữ và trẻ em thôi, cứ khóc khóc vậy đó. Cái xong rồi hả, do là đạo chúa, cảm ơn chị mình, do là đạo chúa cho nên là cô Lizzie cổ hay đọc kinh. Sau khi mà cổ nghe vậy xong là cổ đọc kinh liền, cổ đọc kinh thánh liền, cổ đọc kinh liền. Cô đọc xong thì không nghe nữa. Cái xong rồi mà cái đêm nào là cứ tầm cái giờ đó, là cứ tầm bắt đầu cái giờ tối á, là bắt đầu là nó sẽ, cái tiếng người phụ nữ nó sẽ than, nó sẽ gào khóc lên. Rồi tiếng em bé nó sẽ gào khóc lên. Cái thì ở trong mình nghe các bạn nó kể lại thôi nha, tại vì mình không phải đạo chúa. Bạn nó nói là nếu mà mình hy sinh một cái mình hy sinh một cái thức ăn, một cái món ăn mình yêu thích cho Chúa thì mình sẽ rất là được ơn. Bà của bạn á, là bà cô Lizzie á, thì cái cô Lizzie này có hy sinh cái rượu nho. Rồi xong rồi cứ hễ là cái giấc 9 giờ mấy 9 giờ mấy tối á, là bắt đầu cái ở ngoài nó sẽ có tiếng than khóc của phụ nữ, rồi tiếng khóc của em bé rất nhiều nha. Vừa phụ nữ mà rất là đông phụ nữ nha, rất là đông phụ nữ và em bé khóc. Xong rồi hả, cứ 9 giờ là cũng sẽ đọc kinh cho tới hả một đọc kinh cứ 9 giờ đọc kinh xong dậy 12 giờ tiếp để đọc kinh. Rồi đọc kinh cho tới 1-2 giờ sáng là cậu ngủ rất là ngon. Mà ngày nào cậu cũng đọc kinh như vậy hết trơn á. Rồi xong rồi hả, cứ bắt đầu nha. Có một hôm cậu không đọc kinh nữa. Cậu không có đọc kinh, cậu quên đọc kinh. Thì tự nhiên cậu thấy ở ngoài cái cửa sổ á, có một người phụ nữ. Mà người phụ nữ đó đen từ trên xuống dưới luôn, giống như là mà bị chết cháy vậy đó. Cái người phụ nữ đó, cái hình dáng của người đó giống như là bị chết cháy vậy đó mọi người. Và chung quanh của người phụ nữ đó bị trói lại nha. Chung quanh cái người phụ nữ đó bị trói lại, giống như là các bạn tưởng tượng mà phù thủy á. Mình không biết phải như vậy không nha, nhưng mà mình đoán á là ngày xưa ở bên nước ngoài á, đặc biệt là ở bên châu Âu á, là người ta hả rất là kỳ thị phù thủy, là người ta sẽ, những cái người phụ nữ nha, mình nói thiệt với các bạn nha, những cái người phụ nữ mà thông minh nha, người ta rất là trọng nam khinh nữ luôn. Những cái người phụ nữ mà biết làm toán là người ta cho là ác quỷ đó các bạn. Không khi không mà bây giờ chúng ta vẫn phải cố gắng để hả tranh đấu về nữ quyền đâu các bạn. Những người phụ nữ thông minh ngày xưa mà chỉ biết làm toán thôi, người ta sẽ vả vào là phù thủy và người ta sẽ chói và đốt người phụ nữ đó. Ngày xưa nha các bạn, ngày xưa nha. Tới bây giờ vẫn còn những cái thằng
những cái thằng nó nói là nó nói chung là nói mấy cái thằng đó thì mình không muốn nói tới, nó nhắc tới mấy thằng đó là từ khi cái TikTok á nó xuất hiện á là bắt đầu mấy cái thằng đó nó xuất hiện nhiều lắm, nhức đầu lắm. Có mấy cái thằng mà nó lên trên mạng nó nói thể là cái gì phụ nữ là không thể nào bằng đàn ông này cái kiểu á, rồi xong chê phụ nữ này cái kiểu, tới bây giờ vẫn sẽ còn mấy thằng đó. Nhưng mà ngày xưa á là chỉ cần biết làm toán thôi, con gái mà chỉ cần biết làm toán thôi là người ta sẽ cho là các bạn là phù thủy, là ác quỷ, là như thế này như thế kia. Bởi vì người ta sẽ nói rằng là con gái không bao giờ có thể bằng đàn ông được. Đó là lý do tại sao lúc nào người ta cũng đánh đồng như vậy. Xong rồi hắn bị chói, thấy hình ảnh cô gái nó bị chói à, xong rồi hả còn có một cái tấm vải bịt mắt nữa, còn một cái tấm vải bịt mắt nữa đen xì luôn, bị cháy khét đen luôn. Thì hả thấy như vậy xong thì bắt đầu hả cái người phụ nữ đó nói một tràng tiếng Anh luôn. Người phụ nữ đó nói một tràng tiếng Anh với lại cái cô Lizzie luôn. Nhưng mà cái cô Lizzie lúc này á, cái cô Lizzie lúc này á đâu hiểu tiếng Anh gì đâu. Trời ơi, nó tức ghê. Chắc con ma nó tức lắm. Chắc con ma nó tức lắm. Tao cho nó quá trời thông tin luôn mà tao cho được tiếng Anh. Cái nó là người Việt Nam, cái nó mới qua đây nó chưa hiểu lắm. Nó không có hiểu. Cái xong rồi cái con ma nói quá trời luôn. Cái xong rồi bà này bả kiểu như là ủa bộ tao đang làm listening hả ta, kiểu như là ôi trời đất ơi, chết mẹ rồi. Tao đang làm listening hả ta. mà kiểu bà này bả listening mà nó có biết tiếng Anh nhiều đâu. Bả không hiểu gì luôn. Trời ơi, bả nghe đúng kiểu như là học sinh đang làm listening luôn, không hiểu gì hết luôn. Thế xong rồi bả đớ người ra luôn, bả không biết gì hết mà con ma nó cứ nói. Con ma nó không cần biết bạn có biết hay không, mà con ma nó cứ nói hoài luôn. Nó cứ nói tiếng Anh với bà, xong bà không biết gì hết. Cái xong rồi bà nhìn con ma hoài luôn. Cái xong rồi bà hỏi bà mới phải đọc kinh. Lúc này là cái cô Lizzie cũng mới đọc kinh. Và sau khi cô đọc kinh á thì cái người phụ nữ này biến mất. Thì khi mà người phụ nữ này biến mất rồi đó thì ngày nào cô cũng đọc kinh hết. Và cho tới bây giờ mãi về sau này là cứ tối là sẽ đọc kinh. Tại vì hả người ta đọc kinh là người ta sẽ rất là được ơn á mọi người. Cho nên là đó là cái bên tôn giáo của bạn. Mình không biết rõ, nhưng mà mình thấy là ở đâu cứ đọc kinh là sẽ được ơn à. Giống như là bên đạo Phật của mình cũng đọc kinh sẽ rất là tốt. Mình cứ đọc kinh là sẽ rất là tốt thôi. Chuyện xui rủi chắc tao muốn mày ơi. Con ma tức kiểu mà tức quá trời luôn, cho quá trời thông tin luôn. Chắc cầu cứu hay gì đó mà nói rất là nhiều luôn. Ý là nói ở đây là nói một cái cách thiện chí, chứ là cái con ma đó nó nói một cách rất là thiện chí. Cái lời lẽ của nó không bao giờ, nó không hung bạo nha. Cái lời đó mình không hiểu, nhưng mà cái lời nó không hung bạo, cái lời của nó rất là thiện chí. Xong rồi bây giờ mình tới ma heo. Cái bạn gửi câu chuyện này cho bảo là xin phép được giấu tên vì là nói chung là cũng này kia lắm. Mình xin phép được đặt nha. Ok đi, cái nhà đó là có ba người đi ha. Ông chồng nè, bà vợ nè và đứa con. Ok chưa? Thì cái gia đình đó nó có nuôi một con heo, gia đình đó có mua một con heo để nuôi giống như nhà người ta này kia kiểu thôi, nuôi vậy đó. Thì cái con heo đó là con heo 5 móng. Con heo thường thường mấy móng thì bảo không biết, nhưng mà con heo 5 móng. Những cái người chung, cái gia đình này đâu có biết cái gì đâu, gia đình này cứ nuôi thôi. Thì những cái người chung quanh là kêu bỏ con heo này đi, nhưng mà gia đình không có chịu bỏ, gia đình vẫn nuôi con heo này. Không biết năm móng đó, con heo năm móng là nó có phải là hiện thân của quỷ dữ không mấy người, mọi người. Nhưng mà nha, từ khi nuôi con heo đó là gia đình này bị mất tiền, mất vàng. Gia đình của mình xin phép đặt tên bà vợ đi ha. Bà vợ tên là Minh Thành đi. Bà vợ tên là Minh Thành. Thì gia đình này cứ bị mất tiền, mất vàng, mất nhiều lắm. Thì gia đình này không biết, gia đình của cái bà Minh Thành này á không có biết là chính con heo là người lấy. Vì buổi tối con heo nó biến thành bà Minh Thành, có nghĩa là con heo đó là nó cũng một con heo thành tinh. Nó lấy cái hình dáng của người trong nhà, nó biến thành người trong nhà. Với lại cái chức danh là người trong nhà, nó biến thành bà Minh Thành. Nó biến thành bà Minh Thành xong rồi nó vô trong nhà, nó lấy đồ, nó lấy tiền, nó lấy vàng để đi đánh bài. Trời ơi mà nó xui. Nó đánh bài xong nó thua hết. Nó đánh bài xong nó thua hết.
thua hết luôn. Ý là nó đánh trận nào là thua trận đó. Gì vậy trời? Không, các bạn nghe kể các bạn cũng gì vậy trời đúng không? Bà Bảo nghe, Bảo đọc cái chuyện đó Bảo cũng gì vậy trời. Ủa em, cái hả con heo đó cứ đêm nào nó cũng vô trong nó chơm miếng để nó đi nó đánh bài, đánh bài xong nó thua. Xong rồi nó cứ chơm miếng xong rồi đánh bài xong rồi nó thua. Nó cứ đánh bài đêm nào nó cũng đánh bài hết trơn á. Và đặc biệt nha, hai vợ chồng này á, có một đợt là hai vợ chồng của cái bà Minh Thành này á mới đi làm ăn xa thì không có nhà. Thì cái con heo đó nó mới lấy cái danh phận là của bà Minh Thành đó, nó mới hiện ra cái hình dáng của bà Minh Thành để nó đi ngủ với trai. Tại vì cái bà Minh Thành bà cũng rất là đẹp gái và còn rất là trẻ, hiểu không? Nó đi ngủ với, mà nó ngủ với trai mà trai chưa vợ thì không nói, mà nó ngủ với trai có vợ rồi. Nó biến thành người ta xong rồi đi ngủ với trai, nó ngủ với trai đã có chồng, ở lộn, đã có vợ rồi. Trời đất ơi, xong rồi ha. Nó ngủ tùm lum người hết trơn luôn. Ý là nó làm cho cái bà Minh Thành bị tiếng xấu luôn, là lăng loàn, trắc nết, cờ bạc, rồi nó còn đi nhậu nhẹt nữa. Trời, chiếc heo hư hỏng, con heo tệ nạn, trời ơi, chúa tể muôn loài, trời ơi, con này nó ghê quá. Cái xong rồi hả, hai vợ chồng này đi làm xa về, cái tự nhiên bà vợ bà bị chửi quá trời luôn, bà vợ của cái ông kia chửi là mày á, tại sao mày có chồng rồi mà mày lại đi ngủ với chồng tao, chồng mày đẹp trai hơn chồng tao mà. Cái xong rồi hả, bà hết hồn, nó là ủa chị nói gì vậy, tôi mới đi xuống dưới kia xa lắm tôi mới về mà tôi ngủ với chồng chị rồi nào. Cái xong rồi chửi quá trời chửi luôn. Cái xong rồi hả, nói hả là ông mà cái con heo đó biến thành bà Minh Thành, xong nó đi chơi xong rồi gia đình này hết tiền rồi, gia đình này mang tiền theo đâu có ở nhà đâu, thì nó mới đi mượn tiền, nó đi mượn tiền chỗ này, nó mượn tiền chỗ kia, xong rồi nó còn ký giấy nợ nữa má. Trời, nó đi, hồi đó là người ta ấn tay á mọi người, ấn tay với nợ, ấn tay á, nó ấn tay nó, ủa nó đi mượn nợ luôn. Trời, tự nhiên hai vợ chồng này đi về cái tự nhiên nợ đâu quá trời nợ, người ta tới đòi nợ, tao nói tới kỳ rồi, ta trả nợ là trả tiền lãi đây rồi, kiểu mà hai vợ chồng đối người, hai vợ chồng bà Minh Thành đối người, ủa em ủa gì tự nhiên mượn, trời, nó đi mượn tiền luôn mọi người. Ủa gì vậy? Cái xong là ông chồng ổng tức lắm. Ông chồng ổng tin bà vợ, bởi vì là bà vợ bà ở với ông chồng suốt mà, đi suốt một khoảng thời gian đó luôn. Bà vợ bà ở với ông chồng nguyên suốt khoảng thời gian đó, cho nên là ông chồng ổng rất là có niềm tin vào vợ mình luôn. Cái xong rồi hả, ổng mới thấy vậy, cái ổng mới hả nói là không có đâu, vợ tôi không có làm vậy đâu, vợ tôi đi với tôi về hoài mà mấy người có bị lộn không. Cái xong rồi cái ngày hôm đó ổng cũng canh vợ ổng thử coi là vợ ổng có vậy hay không, ổng cũng tại vì vô lý quá, tại sao là người ta có thể xác định là vợ ổng như vậy đó. Cái ổng cũng canh, cái ổng mới nói là ổng giả bộ á, ổng nói với lại vợ ổng là ổng đưa con đi qua nội, đưa con đi qua nội có gì bà ở nhà nha. Rồi xong thì bà này bà cũng ở nhà, nhưng mà cái bà Minh Thành này bà ở nhà thì bà phải đi chợ. Khi mà bà đi chợ á thì cái ông này hả, ổng chở con ổng qua bên kia thiệt, rồi xong ổng về ổng đình bả, thì khi mà ổng về thì ổng thấy bà Minh Thành đang đi chợ. Thì xong rồi ổng mới nhìn thấy vợ mình đi chợ rồi nha, xong rồi ổng mới chạy về nhà để ổng canh vợ mình coi vợ mình làm gì. Thì khi mà canh á, đi chạy về nhà thì lúc này về nhà thì ổng đang núp ở bên trong. Ổng đi cái hướng khác nha, ổng không có chạy xe vô trong nhà, ổng để xe ở ngoài chỗ khác, xong ổng núp ở bên trong. Má thì lúc này ổng phát hiện. Lúc này ổng phát hiện con heo nó mở cửa nha. Con heo mà nó đẩy cửa ra ngoài, nó ủi cái đầu nó đẩy cửa ra ngoài, nó đi ra ngoài và nó biến thành bà vợ. Lúc này con heo nó cuộn mình, nó biến thành bà vợ. Bình thường các bạn nghe cái con chuyện rắn này, người rắn hóa người, người hóa rắn này. Các bạn nghe chuyện heo hóa người chưa, người hóa heo chưa? Thì ngày hôm nay các bạn nghe Chu Hoài Bảo kể nha. Trời, con heo cờ bạc. Xong rồi hả, con heo nó biến thành bà vợ rồi, súng xính vậy nè, biến thành bà vợ trước mặt ổng luôn, súng xính cái bỏ đi cầm bắp tiền vậy nè, bỏ đi mà không biết trong bắp tiền nó có tiền không. Không biết trong bắp tiền nó có tiền không nha. Rồi xong đi ra ngoài thì lúc này ông chồng ổng hết hồn luôn. Thường thường á là ở trong 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 mỗi cái làng á, mỗi cái xóm cái làng á,
là người ta sẽ có thầy bà ở trong ổng luôn. Thì ông này ông đi kiếm cái ông thầy kia, ông đi kiếm cái ông thầy kia để ông diệt cái con heo này. Tại cũng có rất là nhiều người, người ta nói con heo này nó xui á, rủi á, tại vì nó có năm móng hay gì đó không biết. Thì con nói nhiều người đã nói trước rồi mà ông vẫn nuôi con heo này. Xong rồi hả, thì đi kiếm ông thầy về. Thì cái lúc này con heo nha, con heo không biết nó mưu tính cái gì á, nó mưu tính cái gì á. Trong cái khoảng thời gian mà hai vợ chồng này á, trong khoảng thời gian mà hai cái vợ chồng này đi đi làm ăn xa, không biết con heo mưu tính cái gì, nhưng mà con heo nó canh bà vợ về, nó đi ra ngoài xong nó làm cái gì đó nó mà nó về liền, nó canh bà vợ về để nó giết bà vợ. Thì cái lúc này hả, nó đứng nó núp ở trong cái bụi cây ở trong nhà người ta hay trồng cây lớn, nó núp trong bụi cây đó. Xong bà vợ đi về thì con heo này chạy ra, con heo này đâm bà vợ. Cái con heo này đang là bà vợ luôn, là có hai bà vợ luôn má, ai là ngộ không, lúc này là ai là ngộ không rồi. Con heo nó chạy ra nó đâm bà vợ, đâm bà vợ xong nha. Thì cái lúc này ông này với ông thầy cũng vừa về luôn, thì ông này với ông thầy thì nhào tới đâm nó. Là rốt cuộc là con là rốt cuộc là con heo lẫn vợ ổng là chết luôn, con heo với là lẫn vợ ổng là chết luôn. Cái chuyện này nghe nói là chấn động cái chỗ đó luôn, chuyện này nghe nói là chấn động cái chỗ đó luôn á. Nhưng mà sau đó thì hả, là sau khi mà chôn bà vợ xong rồi á, là ông chồng phải đem con đi nơi khác sinh sống, không có ở đó nữa. Nhưng mà cái chuyện đó như nghe có thiệt á, nhưng mà không biết ở cái vùng nào á mà nghe ảo ha. Bảo nghe cũng ảo nhưng mà Bảo kể cho các bạn thấy lạ lạ vậy đó, chứ thiệt sự là Bảo cũng không biết chuyện có thật hay không nha. Các bạn đừng có hỏi mình coi chuyện có thật không, mình không biết. Nhưng mà mình thấy chuyện nó lạ. Mình thấy lạ là khúc thành tinh rồi mà còn cờ bạc nữa. Mình thấy thành tinh á, thường thường là mấy con thành tinh đó là nó sẽ giết người xong rồi nó hóa, nó muốn sống. Nhưng không, con này nó chỉ muốn thành tinh để nó cờ bạc thôi. Trời ơi, cái chim mà ghê gớt luôn á, trời ơi, nó cờ bạc, nó tệ nạn này kia kiểu. Xong rồi mình sẽ kể tiếp chuyện Duyên Âm ha. Còn cái chuyện Duyên Âm của một bạn, mình sẽ viết đặt tên là bạn đó là Trâm Anh đi ha. Rồi tự nhiên cái bụng mình khó chịu quá. Thì cái bạn Trâm Anh này nè, bạn năm nay 20 tuổi, nhưng mà cái chuyện này bạn xảy ra vào năm bạn 18 tuổi. Thì bạn Trâm Anh là một cái người rất là hoạt bát, hoạt ngôn, rồi xong rồi bạn rất là vui vẻ, sống tích cực mà nói chuyện dễ thương lắm. Cho tới một khoảng thời gian á, thì tự nhiên bạn bắt đầu hả, mặt mày của bạn tối sầm lại thiệt luôn á mà các bạn. Mặt mày của các bạn tối sầm lại, kiểu giống như là ai mà mình nhìn thấy mặt xui á, mà mình thấy mấy người đó chơi ngải nha. Đó, mình kể với bạn nghe mấy cái vụ này. Mình có biết á, trong cái chỗ đó của mình á, ý là mình có biết được một người mà cái người đó chơi ngải, hiểu không? Mà cái người đó người ta dạ vậy nè, bạn mình nó có một cái chị khoan kể cái chuyện của cha mình, mình kể cái chuyện của mình trước, chuyện của bạn mình trước. Bạn mình nó có một cái người bạn, thì cái người bạn này á là làm trong nghệ thuật, ok không? Ý là tụi mình làm nghệ thuật, hiểu không? Thì trong trong nghệ thuật á, thì cái việc mà dùng bùa ngải này kia á, là nó không có còn xa lạ gì nữa rồi. Mà nó thiệt ra, tại vì thiệt ra là không phải là nghệ thuật người ta mới chơi đâu, ý là không phải là vì chơi, làm nghệ thuật người ta mới chơi đâu, mà làm mấy cái nghề khác người ta vẫn chơi. Nhưng mà tại vì nghệ sĩ nghệ thuật này kia nó là một cái nghề mà rất là dễ gây chú ý, cho nên thấy đông thấy nhiều thôi. Thì cái thằng ông nội đó chơi ngải, mà chơi ngải để nổi tiếng á, hiểu không? Chơi ngải để này cái kia á, mà không biết chơi ngải là cái gì, có thể là chơi ngải nói để người ta nghe, nói chung là cũng cũng này kia lắm. Nhưng mà cái mặt của ổng càng ngày càng tối lại luôn, mặt của ổng không còn một cái, ý là mình cũng nhìn thấy luôn nha, mình cũng nhìn thấy luôn á, là chụp hình á mà với rất là nhiều người nha, chụp hình với rất là nhiều người, nhưng mà cái mặt của ổng tối thui. Không phải là ổng đen đâu, không phải là da đen đâu mọi người, không phải là da đen đâu, mà tối thui à. Rồi có đợt á, ổng hả hỏi bạn mình là cái chỗ giải ngải á. Thôi kể ba vụ này, má nó nhạy cảm lắm, nó mà nghe được cái mốn nó chơi ngã mình luôn. Thôi mình kể chuyện của con Trâm Anh đi. Ok, sau mà cái con bạn bạn Trâm Anh này á, thì bạn bị khó ăn, ăn không được,
Thôi không kể đâu, trời ơi, lỡ mà nó nghe được cái nó chơi ngải bảo đó, bà không kể tiếp nữa đâu, mọi sợ bị chơi ngải lắm. Nè nè, rén rén, không cái này mình rén nha mọi người, mình rén. Mình nghe ai chơi ngải mình cũng sợ lắm, mặc dù là mình có hào quang đồ các kiểu, rồi ông bà mình cũng thương mình này kia kiểu, nhưng mà mình cũng sợ lắm. Ok, mình rén rồi, mình rén rồi, mình sợ nó lắm. Ok. Lát hồi kể nó sau đi ha, mình kể Trâm Anh trước. Thì Trâm Anh bị vậy đó. Trâm Anh không ăn được, bỏ ăn hoài luôn. Trâm Anh bỏ ăn hoài luôn các bạn, Trâm Anh đó. Tới nỗi mà nhà thiếu điều mà muốn nhét đồ ăn vô trong bụng của Trâm Anh luôn. Nhà thiếu điều muốn nhét đồ ăn vô trong bụng của Trâm Anh, kêu là mày ăn đi, mày ăn đi. Không ăn là không ăn, không ăn được. Rồi Trâm Anh hay có những cái giấc mơ mà Trâm Anh mơ là Trâm Anh bị giết. Thiệt ra là bạn Trâm Anh này là bạn có căn và được, nói chung là bạn có căn và bạn được chấm trở thành cái người theo cái nghiệp đó, nhưng mà bạn Trâm Anh bạn không muốn theo luôn, là cái nghiệp mà làm thầy bà đó. Cảm ơn anh Đào Trần nha, cái nghiệp làm thầy bà các bạn hiểu không, nhưng mà bạn cuối là bạn Trâm Anh không chịu theo. Nhưng mà tới cái hạn á, có nghĩa là gì nè, có những người người ta phải làm theo cái điều đó, phải làm theo cái nghiệp đó. Nếu mà người ta không làm theo cái nghiệp đó thì người ta sẽ bệnh tật, hoặc là người ta sẽ bị một cái gì đó, hoặc là người ta sẽ, hiểu không? Sẽ vậy nè, cái đó là cái nghiệp rồi đó, bạn không có chịu làm theo, bạn phải đi cúng giải căn luôn, bạn phải đi cúng tiễn căn luôn là bạn không muốn làm. Rồi thì bạn nằm mơ bạn thấy là bạn bị giết, bạn bị trong, bạn đi trong chiến tranh bạn bị giết, và bạn nằm mơ bạn thấy bạn đứng chung quanh rất là nhiều người lính. Và những người lính nó chỉ vào mặt bạn và nói rất là nhiều thứ. Và bạn nằm mơ thấy luôn cả ông của bạn, ông nội của bạn ngày xưa đi tham gia chiến tranh ở Pol Pot á, là tham gia chiến tranh ở Campuchia để đánh Pol Pot á, để giúp Campuchia á, tham gia chiến tranh đó. Và thấy ông bạn luôn, ông bạn nhìn bạn mà mặt buồn, không nói không rằng một câu nào hết, lắc đầu vậy nè, giống như là tội quá, kiểu như là giống kể mà ớn cái gà nè, giống như là kể chuyện mà thấy là cháu mình tội quá mà cháu mình phải gánh cái nghiệp như vậy, kiểu mấy gì tội quá. Mình hiểu cái lúc đó là tại sao ông bạn lắc đầu, ông của bạn cho mình lắc đầu như vậy, rồi xong chào tạm biệt bạn, kiểu mà rất là thương cháu á. Cái xong rồi bạn lại nằm mơ thấy cái anh kia, bạn lại nằm mơ thấy một cái anh đó, mình xin phép đặt tên anh đó là anh Khương đi ha. Thì cái anh Khương này á, ảnh rất là hiền dịu, rất là gentleman, rồi rất là chăm lo cho bạn. Thì cái bạn Trâm Anh này đó giờ chưa bao giờ được một người đàn ông nào đối xử tốt như vậy cả, cho nên bạn Trâm Anh đã phải lòng cái anh này và gặp cái anh này rất là thường xuyên. Cho tới một cái ngày bạn gặp cái anh này và bạn thấy bất cứ kỳ thứ gì về tâm linh, bạn đều kể cho bà ngoại của bạn và mẹ của bạn hết. Mẹ của bạn thì không tin, nhưng bà ngoại của bạn thì rất tin nha. Bà ngoại của bạn rất tin luôn. Xong rồi hả, có đợt đó thì bạn thấy là ảnh ngồi trên giường của bạn, nói chung là đang nói chuyện vui vẻ lắm, tự nhiên đang quen nhau vui vẻ, đang yêu nhau vui vẻ lắm, nói chung là vậy luôn á, ý là đang tìm hiểu nhau á, gọi là tìm hiểu each other, hiểu không, kiểu tìm hiểu lẫn nhau này kia, kiểu tự nhiên ảnh ngồi khóc, xong ảnh bỏ đi, ảnh ngồi khóc xong ảnh bỏ đi. Xong rồi sáng hôm sau bạn mới kể cho mẹ bạn, xong rồi mẹ bạn kêu mày mệt mày quá, mẹ bạn không tin, rồi mẹ bạn chửi bạn. Đó là lý do tại sao mà bạn Trâm Anh sau này không kể bất cứ chuyện gì cho mẹ bạn nghe hết. Bạn mới đem chuyện này bạn kể cho bà ngoại của bạn nghe, bà ngoại của bạn mới nói với mẹ bạn là tao thấy không ổn rồi đó, mày dắt con Trâm Anh đi thầy đi, tao thấy không ổn, mày dắt con Trâm Anh đi thầy đi. Thì mẹ của bạn kêu là trời ơi mẹ ơi, tại vì nó không ăn uống đầy đủ cho nên là nó mệt mỏi suy ra, nó mới hả thấy bậy bạ vậy thôi, chứ ma cỏ gì tầm này. Oh really? Alright. Ok, con muốn nghĩ gì cũng được, ok, fine. Xong rồi hả, mẹ của bạn Trâm Anh gọi là phản biện gay gắt về cái vấn đề tâm linh mà không tin. Thì cái đêm đó thì nói chung là gay gắt lắm, nhưng mà bà ngoại của bạn vẫn muốn một mực là dắt bạn đi thầy, vì không muốn bạn bị trong cái tình trạng như vậy. Thôi thúc á, dắt bạn đi thầy thì mẹ bạn cũng chịu, ok, dắt đi thầy cho mẹ của mình vui, là cho bà ngoại của bạn vui. Thì xong rồi cái đêm đó làm như cái anh đó, anh biết một cái gì đó hay sao đó. Ảnh mới hả dắt bạn trong giấc mơ, là cái anh Khương này, ảnh mới dắt bạn Trâm Anh này đi vào một cái khu đồng cỏ, mà cái khu đồng cỏ, cái đồng cỏ nó cao qua đầu luôn. Dắt bạn Trâm Anh đi mà cái đồng cỏ đó nó cao qua đầu luôn.
xong rồi hả bạn Trâm Anh hả mới đi theo ảnh đi 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 một hồi cho tới một cái ngôi mộ cũ. Cái ngôi mộ này cổ lắm, cái ngôi mộ này rất là cổ luôn, mà không biết là ngôi mộ này là như thế nào, nhưng mà bạn ảnh không giải thích về ngôi mộ này. Bạn Trâm Anh bạn có hỏi là ngôi mộ này là như thế nào vậy anh? Thì lúc này ảnh mới quay qua nhìn bạn Trâm Anh, ảnh mới kêu là hay là em đi với anh đi, em đi theo anh đi, chỗ này sẽ là nhà của tụi mình. Không thể để cái con đó là mù con mắt được đúng không mọi người, cho nên là bạn Trâm Anh bạn đâu có, bạn rất là bình tĩnh nha, bạn rất là bình tĩnh, bạn nói là không, bạn giật dậy, bạn giật dậy giữa đêm luôn, bạn tỉnh dậy giữa đêm luôn, bạn kiểu mà lý trí bạn á, bạn nói là không đâu vụ đó đâu anh, trời đất ơi mình vui vẻ mình hữu nghị thôi, trời ơi tới cái mức mà hét cái mộ anh kêu đây là nhà của mình đâu có được anh, mình hữu nghị thôi, mình hữu nghị thôi mà, trời ơi làm gì mà dắt em theo kỳ quá vậy trời ơi, kiểu gì anh đâu được. Tỉnh dậy liền, trời bạn sợ quá trời, bạn bay qua bên phòng của bà ngoại á, kể cho ngoại nghe, xong ngoại sợ quá sáng ngày sau đi thầy luôn. Thì ông thầy ông mới nói là con bé này vừa đi vô ông nói là không được rồi, con bé này con hãy kêu hẹn ngày mai luôn, đó là ngày mai nha, con bé này hả nó bị dông theo nhiều lắm, mà trong cái nhà này á là không có phải là một dông đâu mà nhiều dông lắm, nhiều dông nhiều người đi theo nó lắm, mà cái thằng này nó dữ quá cho nên nó Barcelona nhỏ này quê rồi, thằng này nó dữ quá, xong rồi hẹn mới kêu là thôi ngày mai á, hẹn ngày mai là sẽ hả gặp để gọi là thầy mua đồ cúng đi, giờ thầy không mua kịp. Thì tối ngày hôm đó nha, ngày mai đi cúng nha, tối ngày hôm đó thì nằm mơ tới cái anh này, thì anh này mới móng tay móng chân gờ tay gờ chân như này, anh này anh kiểu anh thấy có lỗi á, anh làm bạn này sợ đó, anh xin lỗi hay sao anh khóc quá trời luôn, anh nói xin lỗi em anh không muốn làm em sợ, mắc ói quá trời. Anh mới kiểu là trời ơi xin lỗi em, xin là kiểu như vậy á, nắm tay xong mơ mê mà mới kêu là xin lỗi em anh không muốn làm em sợ đâu, thì cái kiểu xong là bạn này bạn bạn kiểu là muộn rồi anh, bạn này kiểu muộn rồi anh em đã sợ, muộn rồi anh em đã sợ, em sợ nha em sợ. Thì bắt đầu hả bạn cứ quyết định là ngày mai sẽ đi thầy luôn, thì ngày mai đi thầy xong thì cái anh đó anh cũng không có xen vào gì hết, trong ảnh anh Khương anh cũng không xen vào gì luôn. Xong rồi thầy gọi hồn lên, thì thầy hỏi tên tuổi thì anh nó không trả lời, anh nói là nếu cô bé này muốn biết thì tôi mới trả lời, còn nếu mà thầy hỏi thì tôi không trả lời. Thì ông thầy ông hỏi là bao lâu rồi đi theo cô bé này bao lâu rồi, thì cái lúc này anh này mới hoan hỉ mà trả lời, anh này kêu là đi theo 3-4 năm rồi, nhưng mà hả tới năm 18 tuổi là tôi sợ là cái cô này sẽ bị cái phần âm của tôi ảnh hưởng, cho nên là tôi đợi tới năm 18 tuổi tôi mới xuất hiện cho cô này thấy. Nhưng mà thiệt sự là năm 18 tuổi anh xuất hiện là cái phần âm của cái bạn Trâm Anh bạn vẫn bị ảnh hưởng, bạn vẫn bị gầy yếu và cái phần âm của cái người của bạn nó bị yếu đi. Thì cái ông thầy ông mới kêu là ông thầy mới là tại sao đi theo cổ, thì cái bạn này mới cái anh Khu này mới đang nhập vô trong người ấy, mới kêu là tại vì cái lúc đó cổ đi qua xong rồi cổ đi qua cái chỗ mà anh chết á, tại vì tai nạn cổ đi qua cái chỗ mà anh chết, thì anh thấy cô này xinh quá, dễ thương quá, nhìn mặt tích cực vui vẻ quá, lúc nào cũng cười cười á, đi xe mà cười cười vậy đó, đi xe đạp học về mà cười cười vậy đó, dễ thương quá cho nên anh đi theo. Từ đây về sau đứa nào đi xe đạp ngậm miệng lại cho tao, ngậm miệng lại cho anh hết, từ bây giờ đứa nào đi xe máy đi xe đạp đi về trên đường ngậm miệng lại, không được cười, làm mặt khó ưa lên cho anh nghe chưa, làm cái mặt khó ưa lên, làm mặt cọc lên, đừng có cười, thấy con bé này không, nó đi ngoài đường nó cười đó, làm mặt chảnh lên, tụi em phải làm mặt chảnh lên cho anh. Bây giờ nè, phải hất mặt lên trời, đừng có hất quá không thấy đường chạy xe bị tai nạn, không được nha, không được nha. Ngông lên, đúng rồi, le mình lên, đúng rồi. Đó, cái xong rồi hả, ông nói là thấy đẹp quá, thấy cảm ơn bạn Vi nha, dễ thương quá cho nên đi theo, thấy cưng quá cho nên đi theo. Cái xong rồi thầy kêu là thôi, tha cho nữ này đi,
đừng có đi theo cái nữ này nữa. Nhưng mà anh này nó không chịu, anh nói là thầy nói gì vậy, bây giờ tôi có không đi theo cái nữ này thì nữ này về sau cũng là cô đơn, không bạn bè, không người thân, không không người yêu, không vợ, không không chồng luôn. Là cái dòng nam đó, cái anh Khương nó kêu là cái số của cái bạn này là cái số của bạn Trâm Anh là phải cô đơn. Mình không biết nha, nhưng mà cái đó giống như là mình không biết sao, nhưng mà thiệt có nhiều người có cái số vậy thiệt. Không, có nhiều người có số vậy thiệt nha các bạn nha. À, xong rồi ông thầy ông nói là tại sao anh biết cái số đó như thế nào. Thì cái anh đó anh im anh không nói. Xong rồi anh, cái người thầy đó vẫn nhất quyết là kêu là ảnh là đừng có đi theo cái cô này nữa. Nhưng mà cái ảnh kiểu mà thầy ơi cho con đi theo cổ đi, con chỉ đi theo làm một cái linh hồn bảo vệ cổ thôi chứ con không làm cái gì hết. Bây giờ con sống không thiếu cổ được này kia kiểu. Ảnh nói quá trời luôn. Nhưng mà các bạn, đợt trước là ảnh đã muốn bắt bạn này theo rồi. Thầy bói cũng nói vậy. Thiệt, có những người vậy thì có người cái căn của họ là để làm một cái gì đó. Cái sứ mệnh của họ là để làm một cái gì đó, cho nên là họ không có được, họ sẽ cô độc cho tới già luôn. Xong rồi hả, thì tại vì đợt trước là cái anh Khương ảnh muốn dắt cổ đi mà. Làm sao mà ông thầy tin được. Những cái lời đó là những cái lời nói giống như là để nói vậy để cho trấn an mọi người thôi. Nhưng mà thiệt sự ảnh vẫn muốn cổ đi theo ảnh mà. Xong rồi hả, ông thầy ông mới không nói được nữa. Khi mà ngôn từ bất lực thì sao ạ? Thì vũ đoàn lên đội lòng, thì vũ hội lên lòng, thì vũ lực lên ngôi. Tự nhiên vũ đoàn, vũ hội là sao? Tự nhiên nhảy múa rồi ca nhạc. Vũ lực lên ngôi, bạo lực lên ngôi. Ok, thì thầy mới chấn cái anh này, hút cái hồn anh này, hút cái hồn anh này vô trong cái chung. Xong mà thầy đóng lại, nhưng mà cái chung nó lắc nha. Trời ơi, mọi người chung quanh thấy cái chung nó lắc nha. Mà ông thầy á, ông chỉ để cái chung lên tay vậy thôi nè. Ông để cái chung lên tay vậy thôi nè. Mà nó lắc ghê lắm nha, chứ ông không hề ông cầm về mà ông làm tự làm gì đâu nha mọi người. Ông để cái tay lên vậy nè, đó, ông lắc nè. Đó, cái nó lắc quá. Thì ông thầy nè, cái dòng của anh nó mạnh tới mức độ như vậy á, ông không thể kiểu mong thầy ông không thể chấn giữ được nổi á. Ông phải dán nguyên một cái lá bùa màu vàng mà nó có nguyên một cái chữ phạn màu, nguyên một cái chữ phản màu đỏ, chữ phạn chứ, nguyên một cái chữ phạn màu đỏ lên luôn. Nguyên một cái chữ phạn để cái đó nó yên luôn. Nhưng mà sau đó thì chị về chị vẫn thấy nha. Biết sao không? Tại vì á bình thường là cái anh này anh đi theo chị á, thì cái anh này anh dữ quá. Thì mấy cái dông khác không có làm được gì chị hết. Hiểu không? Đúng thiệt, ảnh đi theo chỉ có ảnh làm gì chị thôi, chứ mấy cái dông khác không làm được gì chị hết. Ảnh vừa chấn anh này xong là có anh khác liền. Vừa chấn ông này xong là có hai ông khác liền. Hai ông bộ đội. Cái đêm nào cổ cũng nằm mơ thấy hai ông bộ đội đứng trên ngực của cổ. Hai ông nha, một ông đứng là thấy mẹ rồi mà hai ông đứng luôn. Muốn chết luôn, cái muốn lòng phổi con nhỏ. Trời trời, các bạn yên tâm, còn nhiều người xếp hàng lắm. Trong cái nhà đó nghe kể là nhiều người xếp hàng lắm. Ý là hả, hai cái ông bộ đội này là dữ nhất rồi. Thì hai ông bộ đội thấy hai ông bộ đội này, xong hai ông bộ đội này tối á nha, tối ngủ nha. Tối ngủ còn nằm ngoài là thấy hai ông đứng trên ngực. Rồi có những cái đêm á là thấy ở dưới chân mình nó có cái gì lạnh lạnh nó rời vô chân mình. Có cái gì, bạn Trâm Anh á, bạn thấy có cái gì lạnh lạnh rời vô chân của bạn á. Bạn mở mắt ra bạn nhìn, trời ơi các bạn ơi, thấy nguyên cái bàn tay đen xì luôn. Thấy nguyên cái bàn tay đen xì đang rờ chân bạn. Vừa mở mắt ra thấy cái bàn tay rờ chân mình vậy, xong á cái bàn tay đó nắm cái chân của bạn, kéo bạn xuống giường. Trời ơi, thấy nha, chính mắt thấy luôn. Người có căn mà, bạn có căn để bạn làm thầy bà đồ đó. Thì sau đó thì bạn cũng kiểu mà sao ta, à đi thầy thì đi một cái ông đồng, thì cái ông đồng này á, ổng mới gọi là gọi hồn lên. Thì khi mà gọi hồn lên á thì là một cái hồn khác chứ không phải là hai cái ông đó. Thì mẹ thiệt luôn á, sợ mẹ mà cứ tạo tiếng động khi tôi kể chuyện là sao. Rồi xong mà nhập em của cổ, em của chị, em của bạn Trâm Anh là sao, là mẹ của bạn Trâm Anh có thai 5 lần mà sảy hết 2 lần. Sau bạn Trâm Anh là có thai thêm một người nữa, nhưng mà sảy cái người sau á.
Thì đứa bé nó mới nhập vô, đứa bé nó kêu là ba mẹ không có thương con gì hết trơn á, ba mẹ không có thương con gì hết, ba mẹ chuyển nhà đi rồi, ba mẹ không có hả kêu con với ông bà đi theo, ông ba mẹ cúng hay ba mẹ kêu ông bà lên này kia kiểu, rồi ba mẹ hả, rồi ông bà có biết đâu mà ba mẹ ba ông bà lên, có con biết à, rồi hả ba mẹ hả không thương con, ba mẹ không cúng con gì hết trơn á. Rồi chị hả, người ta người mấy cái dông ở trong nhà này á, người ta cứ hả chọc chị ra, chọc chị con hoài à, chị con cứ cáu gắt rồi chị con cứ không khỏe hoài à, tội chị con quá. Có hôm á hả, mấy cái dông đó dắt cái hồn chị con ra ngoài đường luôn á, mà con đứng đứng ở ngoài đường á, cho nên con cản mấy cái dông đó lại, không cho mấy cái dông đó dắt chị con đi đó. Ba mẹ hả làm lễ hả rước hồn ông bà về đi, rồi kêu hồn con về đi chứ hả, ba mẹ mỗi lần cúng kiến đồ gì là ông bà với con đâu có lên ăn uống gì được đâu, nói vậy đó. Cái xong rồi hả, cũng cũng làm cũng cúng kiến xong, thì cái đêm đó nha là bạn Trâm Anh sau khi về nha, bạn Trâm Anh nằm mơ thấy hả hai cái, có một cái người đàn ông nha, mặc cái bộ đồ đội cái nón lính nhưng mà mặc cái bộ đồ chú rể, đội cái nón lính mà mặc cái đồ chú rể mà còn cầm thêm cái lồng đèn đỏ nữa, thấy ghê quá, tại sao lại chọn cái giao diện đáng sợ như vậy, trời ơi tại sao đám cưới mà lại chọn cái giao diện đáng sợ như vậy vậy. Chúng ta có thể chọn một cái giao diện gì đó nó hén sờm không, nó hén sờm á, tại sao lại chọn cái giao diện mà đội nón lính mà mặc áo áo chú rể mà còn cái lồng đèn đỏ nữa, không đi chiếc BMW tới được hả, bộ không đi chiếc BMW tới được hả, bộ không biến ra được chiếc BMW hay sao, hay chiếc Rolls Royce đồ đó, không biến ra được một cái gì đó đẹp đẽ để đi rước hay sao ta, có ai đốt đâu. Có ai đốt đâu Nguyễn Ca Đăng. Có ai đốt đâu. Ủa không biết được hả, phải đốt mới có hả. Đúng rồi, hồi bữa Út bảo đốt cho bà ngoại bảo cái nguyên cái xe luôn, Út bảo đốt nguyên cái xe luôn, xe hơi. Cái xong rồi hả, có được bữa gọi hồn bà ngoại lên, bà ngoại bảo nói là mày đốt cho tao cái xe hơi mà tao đâu có biết chạy xe hơi đâu. Cái xong rồi bà bữa đợt sau Út bảo phải đốt thêm thằng phi công nữa. Ông bảo kêu phải đốt thêm thằng phi công nữa để nó biết chạy xe, nó chở bà đi. Trời đất ơi, đốt thêm đúng luôn, đúng cái xe mà có thình, có một thằng đang là ngồi lái luôn, cầm tay lái luôn nha, phải đốt đúng cái thằng đó luôn. Đốt gì xịn sò vậy trời. Thật, anh không biết, nhưng mà không biết có phải là đùa hay không, nhưng mà đó là có, đi gọi hồn giờ có, đó là đủ. Sao đốt cái xe mà tao đâu có biết gì, chạy xe hơi đâu, mày đốt cái xe hơi cho tao làm chi. Nhưng mà không biết là đốt cái thằng đó xuống thì có cái thằng ở dưới đó, có thằng đó không thôi. Không biết thôi. Rồi ok, xong rồi bắt đầu nha. Cái nó cầm cái dòng đèn gì nè, nó còn làm cái mặt. Rồi ông nội tao dám đi theo mày à. Dụ á, dụ người ta mà làm gì nè. Rồi ông nội tao dám đi theo mày. Ha. Trời ơi, tao sợ muốn chết đi. Tao sợ muốn chết đi, mà nghĩ sao mà tao đi theo mày được. Tao sợ muốn chết đi. Cái xong rồi hả, bắt đầu hả bạn sợ. Trời mẹ bạn, mày bảo nói gì. Bạn mới thấy là có một đứa trẻ nó trắng ngang qua vậy nè. Có một đứa trẻ nó xuất hiện như siêu nhân luôn các bạn. Anh, nó xuất hiện cái anh vậy nè. Nó xuất hiện cái anh vậy nè. Cái xong rồi bạn tỉnh dậy. Là từ đó về sau là em của bạn đi theo gánh. Em của bạn á, là đứa em sau mà bị sảy thai của bạn đi theo gánh bạn. Đi theo gánh bạn, gánh còng lưng luôn. Nhưng mà sau này là bạn phải nghe nói đâu là bạn phải đi tiễn căn, nhưng mà thiệt sự là bạn không thể nào mà duy trì cái tiễn căn này hoài được, bởi vì là cái căn của bạn là cái hạn của bạn là phải làm thầy vào cái thời điểm đó, là phải đi cúng, phải đi mẫu á mọi người. Ý là có những cái người người ta có cái hạn như vậy nha, người ta có cái căn như vậy là người ta phải làm, người ta phải hả, người ta phải về với mẹ, người ta phải như thế này với thế kia. Bộ bảo có nghe một chút xíu cho sơ, bảo hiểu. Nếu mà duy trì vậy thì sẽ không tốt, không tốt cho bạn á, bởi vì là cái sinh ra là cái bổn mệnh của bạn là phải làm cái điều đó rồi, phải làm cái điều đó rồi. Thì bạn bảo bà bạn nó cũng cố gắng, nói chung là bạn nó cũng cố gắng để nói chung là giờ bạn nó cũng ổn lắm, không có gì hết. Rồi bây giờ mình sẽ kể tiếp chuyện của ông kia ha, nhưng mà má mình sợ quá, má mình sợ nó chê ngã mình không dám kể mà vậy á. Nói chung là
trên ngải cái xong rồi ba cái ngải mà nói người ta nghe á, hiểu không? Hồi ổng chơi ngải anh, trời ơi, anh cũng sợ thiệt, nhìn nhìn mặt ổng sợ lắm. Thôi thôi đừng kể. Mà nói chung là ổng chơi ba cái ngải mà nói để người ta nghe á, nói thì người ta nghe mình á. Anh rén thì anh sợ, thì anh sợ mấy người chơi ngải lắm, nhưng mà anh biết người nó chơi ngải mà mặt người ta tối lắm mọi người. Mọi người mà đi với ai á mà mặt cứ láo li, mắt cứ láo li như nè, một là móc túi, hai là bị chơi ngải, là hai người đó chơi ngải đó, láo li mắt láo li như nè, móc túi đó mọi người. Mắt mắt ai mà cứ nhìn không tập, nói chuyện với mình mà không nhìn vô mình á, không tập trung á, mà cứ láo li như nè là móc túi á. Cảm ơn bạn Ngọc, bạn 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 bạn, bạn, bạn Ngọc Ngọc Quyên Nguyễn nha. Hoặc là bị lé, lé thì không sao nhưng mà nó cứ láo li như nè đó, là móc túi đó. Một là móc túi, hai là chân ngải, hai là mặt nó tối lắm, mặt nó tối lắm nha. Mà đặc biệt nha, 4-5 giờ chiều mà các bạn cứ thấy mặt ai mà đỏ đỏ hồng hồng á, đúng cái giờ đó nó mới đỏ đỏ hồng hồng thôi. Mà nặng vai đồ, hỏi người ta có nặng vai không, người theo người ta có, người theo người ta xong chơi ngải đồ, mấy người chơi ngải mặt lúc nào cũng tối thui á. Là biết sao, mấy cái con ngải á nó ăn hết mấy cái sự may mắn của mình rồi, ý là nó ăn hết mấy cái công đức của mình á. Tụi mình sống tới giờ này là nhờ cái công đức á mọi người, mà tụi mình chơi ngải là chẳng khác nào tụi mình đang dính nạp cái công đức của mình mất trắng luôn, hiểu không? Kiểu như là mấy cái kiếp sau của bạn, bạn sẽ được hơn đi đúng không, thì nó sẽ lấy hết tất cả mấy cái kiếp sau cho của bạn để đáp ứng cho bạn cái kiếp này liền. Bây giờ các bạn đang xui đi, nó lấy hết mấy cái kiếp sau của bạn để nó đáp ứng cho các bạn kiếp này. Rồi xong về nha, nó ăn cái công đức của bạn nha, xong rồi nó ăn mòn cơ thể của mình, nó ăn mòn cơ thể, nó đồ các bạn cúng là nó càng ngày càng cúng cho nó càng thành quỷ, hiểu không? Xong rồi mặt của các bạn sẽ không chịu nổi được cái âm khí của nó, các bạn sẽ không chịu được nổi cái âm khí của nó, cho nên là các bạn sẽ bị tối mặt đi, mặt lúc nào tối sầm lại, hoặc là các bạn bị theo rồi các bạn mặt tối không còn một sức sống luôn, hoặc là các bạn bị chơi ngải các bạn tối không còn một sức sống. Bây giờ là nếu mà các bạn nào á, mà bây giờ mình không nói cho các bạn chơi ngải người ta đi, mấy cái bạn mà chơi ngải người ta thì mình không bàn tới nha, mình không bàn tới mấy bạn nha, mấy bạn nằm ở một cái vũ trụ rồi, một cái vũ trụ khác rồi. Bây giờ mình nói các bạn bị chơi ngải đi ha, bây giờ không biết là mình không biết là không, mình có một khoảng thời gian, mình có một khoảng thời gian mình không biết là phải mình bị chơi ngải hay không, nhưng mà mình cũng muốn kể cho các bạn. Các bạn nhớ hồi đó mình còn ở thành Thái không, có một đợt mình nói với các bạn là một khoảng thời gian mình nói với các bạn là mình bị bệnh á. Các bạn biết mình bị bệnh gì không? Mình không biết mình bị bệnh gì luôn. Đi bác sĩ thì bác sĩ nói mình bị ngộ độc, nhưng mà ngộ độc thì người ta sẽ bị đi ngoài, người ta sẽ đi ngoài hay là sao đó đúng không? Nhưng mà mình bị co vật, co giật. Thời điểm đó là giống như là mình muốn chết đi rồi. Cái này mình lâu mình không dám kể nha, nhưng mà bây giờ thì mình kể nha. Một buổi sáng mình đi ra ngoài mẹ mình, lúc đó bạn mình chở mình, thì tự nhiên mình đang ngồi kiểu mình vậy nè, mình đúng kiểu giật vậy luôn, mình giật, mình không kiểm soát được cơ thể mình luôn. Đúng cái giờ đó nha, đúng 10 giờ sáng là mình bị giật. Má, tại sao nó, mình không hiểu nha, đúng cái giờ đó thôi, làm cái gì thì làm, đúng cái giờ đó là mình bị giật, mình giật không thể dừng lại được luôn. Mình cứ bị sốt hoài, nóng hoài, trong người mình nặng nề lắm, tay chân mình phồng rộp lên luôn. Cái tay của mình nè, cái ngón tay mình rất nhỏ nha, nó phồng bự ra vậy nè. Để kể tiếp cho nghe, để xíu mình không biết là. Ủa, alo, trời má, nó đéo cho mình kể luôn mọi người. Ok, tay chân mình bị phồng lên, xong rồi hả, mình cứ bị đúng giờ đó mình bị giật hoài. Mà thiệt sự mình nói thiệt với các bạn nha, không biết là phải bị chơi ngải hay không, mà ba mẹ mình lúc đó rất là hờ hững với mình luôn. Mình bị vậy xong cái ba mẹ mình, cái các bạn biết không, ba mình lúc đó đứng như này, trời ơi, có cái gì đâu mà bị cái gì, trời thiệt luôn á. Lúc đó mình bị như vậy mà mình khóc luôn á, ý là mình bị giật vậy nè. Xong ba ba mẹ mình kiểu lúc đó đứng, ba mẹ mình kiểu thờ ơ lắm, không biết mình phải bị chơi ngã không luôn á.
xong rồi mình còn nằm mơ những cái giấc mơ là có ai đó đeo cái gì vô cho mình đó, cái mình kêu thôi đừng đeo vô, đừng đeo vô, mình nằm mơ mấy cái giấc mơ mà có ai đó đeo gì vô cho mình đó, mình đừng đeo vô, đừng đeo vô. Cái xong rồi hả, mình đi bệnh viện chụp X quang cái đầu nè, trời mình sợ mình có khối u trong não không hay sao, mình bị co giật á, thì mình não mình không kiểm soát được á. Não mình không kiểm soát được á. Thì mình mới ok, mình mới đi khám tổng quát luôn, không bị gì hết. Mà ai ai là chơi mình ta? Ở lúc đó là thời kỳ hoàng kim, mình đang rất là nổi á. Mình đang rất là nổi á. Hồi đó là mình rất là cái đỉnh điểm thời đó luôn á. Nhưng mà mình còn nhỏ mà, tại sao ai lại chơi ngã một đứa con nít, đúng không? Đúng không? Mình không biết luôn. Không biết chuyện gì xảy ra với mình luôn, nhưng mà thời điểm đó là thời điểm mình đang đỉnh đỉnh cao của một, ý là mình nói gì nói vậy thôi, nhưng mà thực sự là lúc đó là mình đang có đà đi lên rất là cao á, là rất là nhiều người biết tới mình đó lúc đó. Anh không biết là phải chuyện chơi ngã hay không, nhưng mà anh vượt qua, để anh kể cái cách anh vượt qua. Đi khám bệnh không tìm thấy bệnh gì hết, không tìm thấy bệnh. Chụp não không thấy gì, chụp phổi không thấy gì, chụp toàn thân luôn má, thử máu là làm tủ thứ hết, không thấy gì hết. Bác sĩ chỉ cho uống mấy cái thuốc mà vitamin thôi luôn á mọi người. Nhưng mà mình cứ giật, đúng 10 giờ là giật. Mà trong cái đoạn đầu á thì mình nằm mơ thấy có nhiều người á, người ta làm lễ á, mình thấy có ai đó làm lễ xong người ta đeo cái gì vô cho mình sợ quá trời luôn. Mình tỉnh dậy mình còn nhìn lên cái tay của mình, lúc đó không ai, thì sự lúc đó gia đình mình á giống như là không phải gia đình mình luôn, gia đình mình không giống như là không này, mình kể mình phải nói thật nha, gia đình mình giống như là không phải là gia đình mình luôn. Cho mãi tới sau này á, mình bất lực quá rồi, mình sợ quá, mình phải xuống dưới bàn thờ, mình xin nội mình xin bà nội mình á, mình khóc luôn á, ý là lúc đó mình sợ lắm, mình còn nhỏ mình sợ lắm. Các bạn biết hả, mình nằm mình đắp rất nhiều mền lên, tại vì mình lạnh lắm, mình đắp mền nhiều lắm, mình nặng tới mức độ mình đổ mồ hôi, má ta đổ mồ hôi ướt cái giường luôn mà ta vẫn thấy lạnh. Ta đắp mền mà ta đổ mồ hôi ướt cái giường luôn, ta vẫn thấy lạnh. Trời ơi, thì lúc đó nói ra mà bây giờ là mình không biết sao luôn á, kiểu mà lúc đó mình không hiểu sao mình mới thắp nhang, mình sợ quá, mình nói là cho con ruột qua đi, con không muốn chết. Lúc đó mình chỉ thắp nhang mà thờ mình chỉ nói cầu mong là ông bà cũng chắc độ mình dữ lắm. Mình không biết mình làm cái chuyện gì mà mình bị như vậy. Xong rồi mình uống vitamin nhiều vô nè. Nói chung là mình uống vitamin nhiều, mình nghĩ những cái chuyện tích cực nhiều. Rồi xong mà lúc đó thì sau khi mà mình xin cầu xin, ngày nào mình cũng thắp nhang cầu xin hết. Ngày nào mình cũng thắp nhang cầu xin hết. Xong rồi mẹ mình tự nhiên lúc đó mẹ mình chăm mình. Tự nhiên lúc này nha, mẹ mình mới chăm mình. Ba mình mới lo cho mình. Mẹ mình mới chăm mình, mẹ mình mới lo cho mình từng miếng ăn nè. Rồi lo cho mình thuốc nè. Rồi xong nấu nước nóng đắp này cho mình, chứ mấy ngày đầu tiên là trong nhà mình rất là coi thường cái chuyện đó luôn. Tự nhiên sau khi mà mình sinh xong, mình sinh rất nhiều, ngày nào thắp nhang lại, các bạn biết hả, mình lại mà muốn dập đầu bể đầu luôn á, mình sợ chết á. Mình cứ nói với ngài quan công ấy, mình cứ xin ngài á là đừng có để tiểu nhân đi theo quấy rối ám hại con. Con còn cha già chưa nuôi, mẹ già chưa báo hiếu. Nói chung là mình nói thiệt luôn, mình rất là tin ngài Quan Công luôn. Tin ngài Quan Công này. Nói chung là mình tin mẹ Quan Âm, mình tin Phật, mình rất là tin vào Phật, mình rất là tin vào mẹ Kim Mẫu luôn. Rồi mình tin lắm, tại vì nhà mình là thờ tất cả như vậy. Mình xin ngài Quan Công, mình kêu là phù hộ cho con đừng bị tiểu nhân đi theo quấy rối ám hại. Cho con tai qua nạn khỏi, bởi vì con còn mẹ già chưa nuôi, cha già chưa báo hiếu. Bây giờ mà con đi là ba mẹ con không biết làm sao hết, ba mẹ con cũng sắp già rồi. Xin quá trời luôn, khóc quá trời luôn, mình sợ mình mất á, mình sợ mình chết á. Mà lúc đó là mình không thấy ai bên mình luôn, không ai, không, các bạn hiểu cô đơn lắm, kiểu mà
mình sinh xong nha, thì ba mẹ mình kiểu lúc này mẹ mình mới về chăm mình, mẹ mình mới cho mình ngủ trên cái giường của mẹ mình. Mẹ mình bắt mình ngủ trên cái giường của mẹ mình đó. Mẹ mình ngủ riêng trên cái giường của mẹ mình, không cho ngủ trên kia, tại trên kia nó dơ quá. Mình nằm bữa giờ mà các bạn biết không, mình nằm muốn thúi cái giường luôn. Mình nằm mà thúi cái giường luôn. Thì đúng là thúi rồi chứ không phải là do ngải đâu mọi người ơi. Thúi là bởi vì tao nằm tao đổ mồ hôi, tao đắp 10 5 6 lớp mền lên. Tao nằm tao đổ mồ hôi mà tao đâu có chịu giặt đâu. Tao cứ nằm đó nằm như chết luôn, không còn sức để di chuyển luôn. Cứ ăn cháo vậy thôi mà không hiểu sao không ốm được, là không ốm nha. Nó nhất quyết nó không ốm nha. Tao bệnh giật giả vậy đó, gần tháng mấy mà không ốm, nó không ốm. Cứ mẹ chăm xong rồi mẹ thương rồi này cái kiểu, xong mình cũng vui lên, cái nào ngày nào mình cũng cầu nguyện hết. Mà kiểu mà cái đức của mình á, chắc ngày xưa mình cũng làm đức cũng cũng dữ lắm, mình xài chắc cũng gần hết rồi đó mọi người, cho nên mình mới vượt qua cái khoảng thời gian đó. Mà mình ngày nào cũng phải thắp nhang á, sợ lắm. Thời gian đó là một thời kỳ rất là tăm tối với mình luôn, rất sợ luôn. Nằm tới thúi giường luôn. Rồi mẹ mình nấu cái gì cho mình tắm rồi cái kiểu mọi người. Rồi xong rồi cái vụ mà mình kể với bạn á, lấy cái nước, lấy cái rượu trắng á, phun lên trên đầu á, phun xuống á, mà mình làm cái vụ đó đó. Các bạn gửi chuyện cho Bảo vào gửi chuyện mavoday.bảo@gmail.com nha. Bảo rất là cần các bạn gần xa cũng gửi chuyện cho mình để mình tiếp tục duy trì cái chuyện ma. Dạo gần đây Bảo không tìm được chuyện ma nào hay hết mọi người. Các bạn có thể gửi chuyện ma cho mình qua gửi chuyện mavoday.bảo@gmail.com nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại nha.